Alo. Còn Vâng. cái nhạc chờ hay quá. Vâng. Đầu tiên là cúc cầu cô thích thế. Dạ vâng. Ôi, tôi lâu gọi cho em. Anh bảo này, trước anh ngồi em với cái đôi chim cô gái này, mà sao nó chỉ ôm trứng không được thì được em ạ. Lý do là sao em có thể trứng đẻ hai quả nhưng mà ấp toàn không được. Ừ. Hay là con đường không đạt. Anh nuôi thực tế anh thấy nó thế nào? Anh chẳng ở nhà chẳng theo dõi được nó đạp mái không, vẫn hai con Nó nó vẫn ở với nhau tốt. ở với nhau vẫn giữ lông bắt trễ bắt giận cho nhau Ừ, có và tiền không thế đấy. vẫn chỉ có hai trứng không thôi. Ồ, cái đôi con đấy là anh đang nói cái chuyện cô gái trắng ấy, cô gái Nhật À cô gái ấy. Nhật Ừ, thế à, là ừ. thế là vẫn chưa đẻ Đẻ rồi nhưng mà chỉ ung. à, đẻ ấp bình thường nhưng mà không có phôi. Đúng rồi. Ấy ở bình thường như nó lắc một thời gian, một tuần sau lắc ông bảo bọc. Hai hai con trứng tử, hai con trắng tinh à? Hai con trắng, hai con nó xám xám chứ không phải Thì anh có thấy có một con nào nó gù con kia không? một con gù. Có con được cái con gù gù sắt rồi. Nghe là nó cứ gù con kia, thế nó gù kia nhưng con, thế thì khả năng của anh là con đực này nó hơi yếu sinh lý rồi. Nó kém sinh lý đúng không? Anh phải nuôi cho ăn thêm lúa ngâm, mới cho ăn thêm những cái cám mạnh mà. Cho ăn cám trứng ba vì đấy. Anh mua cái gói 10.000, 12.000 một gói đấy. Cám gì cơ? Cám trứng ba vì. Trứng ba vì dễ tớ nhưng không bán đâu, Cái nó ngon cửa nó bị hàng tổ. tiệm chim nó gói cám chia cám trứng cho chim cu gáy mà. À, Cái viên viên rồi ống rồi. ống tròn tròn như viên đá lửa ấy. Một gói của nó Rồi 12.000 rồi cái loại chuẩn. Nó bán đầy trên mạng, trên rồi. gần khu vực Còn Hà cái gọi là Nội. trứng là cái loại cám gà con là không được à? À, con này vẫn Cám chưa chưa gà sung lắm. đẻ không được, không được. Cũng được, nói chung trước mắt là cho ăn cám đấy hoặc là cho ăn lúa ngâm có thứ ăn đẫy vào. Con đực đấy của anh là nó gù như thế là được rồi, của anh thế là một đôi nó vào đôi thay nhau ấp rồi đúng không? Ừ, đúng rồi, chú Con ăn cho đấy anh là là một như thế đôi là mà. chuẩn, là chuẩn chuẩn thế là chuẩn. Khả năng là cái mùa này nó cũng kém, hai là khả năng là giai đoạn này nó cũng đang thay lông. Thế anh kiên trì, em khẳng định với anh kiên trì ra Tết là được chim non. Ừ, bởi vì chú gửi cho anh từng đôi vào đâu vào đấy Vâng, thì như thế này em biết là tả như thế là chuẩn, là không phải lắc lư làm gì nữa cả. Anh vấn đề chim nó cũng không phải là nói là được, nó phải liên quan đến kỹ thuật, liên quan đến mùa thời điểm nó kia. rồi. Thì anh chịu khó anh cứ làm cho ăn thuốc thật căng mà. Bây giờ anh mua cái thuốc tẩy giun cho nó này. Để cho nó khỏi run sán trong bụng thì nó ăn thì nó mới hấp thụ được. Anh hiểu không? Nên nhiều khi con Rồi. chim anh sờ nó phải đậy tròn căng nở. Thế bây giờ con chim nó cầm vào nó phạc phạc khô khô nhẹ nhẹ bông 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 bông. Thì nó vẫn đẻ, nó vẫn ấp nhưng mà nó như kiểu thằng đàn ông yếu thì làm sao mà có con được. Đấy, nó như thế. Hai nữa là cái mùa này thường là tỷ lệ nó không không cao. Nó đang cứ phải ra tầm tháng 2, tháng 3 bắt đầu ấm áp lên là bắt đầu nó đẻ xiết, đến tầm tháng 8 bắt đầu nó mới thụ. Vâng, kiên trì anh ạ, ăn đẫy đà tẩy giun nhá. Còn mấy đôi chim cu cườm vẫn đẻ bình thường vẫn tốt. Mấy đôi cu cườm đẻ tốt. Hai đôi Anh bắt từ lúc non là bắt bố mẹ. bắt lúc còn bánh đẻ. À, anh bắt hai đôi bánh tẻ bây giờ về đẻ ra con ok tất rồi. Ừ. À, thế thì con như thế thì cho ai? Đâu lại là một nuôi một Lại bầy. luôn một bầy. Thằng nó với thằng em nó xin để cho. Ừ. Thế là như thế là gọi là tự tự đẻ tự ấp mà cứ ra sồi sồi. Ừ, thế mà đang thắc mắc ô chim trắng của chú nó hai đôi bị mất đôi nó đang trục trặc kỹ thuật. Một đôi chim trắng thì ok, còn một đôi là nó không 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 đạt phôi. Ừ. Thế là bốn đôi là được ba đôi, Ừ. một đôi là vẫn gù nhau vẫn nọ kia nhưng mà Ừ. nó không không Ừ. đạt phôi. Ừ, À đúng rồi. rồi rồi rồi, thế thì anh chỉ có thể run cho anh đấy đà lên, cho anh sung sung đực lên, thế Ừ, là đạt tỷ lệ ok. 75% rồi. Mình cảm ơn em nhé. Thế thì yên tâm quá. Bác là nhớ 5 năm này là ở đâu ấy nhỉ, Hả? đuôi 5 năm này là bác gửi về đợt thì em gửi anh là về đâu nhỉ? Thái Bình. Thái Bình nhỉ? À? Tiền Ừ. Hải à? Ừ. Thành phố. Thành phố à? Đúng rồi, về thành phố Thái Bình.
là cái đôi hai đôi ta kia thì nó có bảo được không, với khách gù hay là nó thỉnh thoảng ấy gù ác không? Nó lúc nào nó ấp hay là nó đẻ không, bắt đầu nó nở nó gáy kỉnh không, Gáy thúc nghe lúc nào nó gần đẻ hay chuông là nó làm kiểu là lồng avi ở trước kia hiên sân đấy à? đấy, lòng như của chú bảo là dồn lo làm hạ thổ ấy, À, làm đúng nhau theo công thức mô hình của em đấy là làm đẻ hạ thôi thổ thôi. những cái mà Thế nhất là lúc nó rồi. nở thì nó gáy ác lắm. Nó phải được cái trục đôi chưa? Được rồi đấy, chắc phải được rồi đấy. Thế là chúc Anh mừng bạn. nhà rộng làm cả một cái vườn chim rồi. Vâng. Rồi rồi, thế là đẻ ra lại nuôi lại hết những cái con của nó thế. Thì anh thích vậy mà. Thế là nó đẹp không? Con bố mẹ các thứ con cái đẹp không? Đẹp, to. Toàn con cỡ to hết. Thế là người ta đến chơi chơi thì người ta có khen chim đẹp không? Thế chị hỏi chứ, bởi vì cái cực chim của mình nó lại là chim hồng không nhỉ? Chim phấn hồng. Nó con nó to, nó trưởng, con nó dài thích lắm, Thế là mấy ông nó cứ cho xin với lại mua, hỏi nó mua nghĩ liên là tục. nó cứ đậu xong rồi nó cứ bập bình nuôi rồi nó thích lắm, nó bay lên đứa chừng nó lại cụp lại bay hết chừng rồi thích. Thế là ai hỏi thì phải bảo là giống chim của chú Thao ở trên Ba Vì. Nó Thì mất anh thương cũng bảo hiệu. mà Vâng. Nghe đấy, đạt có tụ tập rồi. thế thôi, tụ tập Vâng. cái anh hỏi Nói tí chung thôi chẳng nhá. thế thì em giải thích như thế anh ạ. Nó Ok, cảm là ơn như thế. Anh đẩy run cho nó đi. Cho em. ăn đẩy đài. Chống nó hơi yếu nhé. Nhưng còn nó đã Ok. gù nhau, đã thay nhau ấp và nó vào đôi ok rồi. Rồi rồi. Chim ta còn nuôi được rồi, hôm kia chim Nhật. Thì có vấn đề thì hỏi vậy thôi nhá. Thế nha, thế nha, ok. Ok, chào em. Yêu sao tiếng gáy chim cu, cây đa bể nước lời ru của bầm. Vườn chim cô gái miền Bắc Vũ Văn Thao tại Ba Vì, Hà Nội xin kính chào quý khách. Chúng tôi chuyên cung cấp giống chim cô gái mang ngỗng, phấn hồng, âm giọng, bộ mã được tuyển chọn rất kỹ càng. Ngoài ra chúng tôi cung cấp các loại chim cảnh như chim đa đa, trẻ than, trà mào, chim khuyên. Bên cạnh đó, chúng tôi cung cấp các sản phẩm từ quê hương núi Tản Ba Vì, con giống đà điểu, cây chanh tứ quý và phân bò sữa ủ men vi sinh. Website chimcuagaihay.com hoặc bạn có thể tìm kiếm chim cô gái hay trên YouTube và Facebook. Hotline 01635 305 982 0989 177 982 với phương châm bảo vệ uy tín, giữ chọn niềm tin. Xin trân trọng cảm ơn. Con chim của Thao nó là như vậy. Đó, các bạn thấy chân của nó đỏ. Đây là những khoảnh khắc tuyệt vời nhất mà mình ban tặng cho những người đam mê và đăng ký kênh chim cô gái của mình. Lại đây con. Lại đây. Lại đây, lại đây, lại đây, lại đây, lại đây, lại đây, lại đây. Lại đây. Xuống cành dưới, xuống. Đấy, mình không đưa tay ra nữa, mình quay sát vô nhá. Mình quay sát chân này. Các bạn có thể thấy là những cái khoảnh khắc này thì thật là tuyệt vời đúng không? Mình quay sát mỏ này. Đó. Đây là con chim, nó mang lại cuộc sống của mình. Nó mang lại niềm đam mê. Đó. Các bạn có thể thấy là con chim này nó hồn nhiên và nó thân thiện với mình như thế nào. Mình muốn ghi lại tất cả những cái hình kỷ niệm về mình và con chim này, và cũng đăng cái clip này lên một cái trang cá nhân của mình trên YouTube, là cái trang kênh Chim Cô Gái Hay, để mong muốn làm sao ban tặng cho tất cả những ai đam mê con chim cu gáy.
để thưởng thức được những cái hình hài, những cái dáng và những cái mắt, mỏ, đầu, cườm, chân và tiếng gáy của nó. Đó, nó đứng nó rỉa lông. Các bạn thấy không? Nó rất là gì? Nó rất là hồn nhiên. Đó. Đó, mình muốn. Đó. Xuống đây con, xuống đây. Xuống đây con. Xuống cạnh dưới đi. Xuống. Đó, xuống đây. Xuống đây con. Xuống đây. Xuống.